đón bạn phương xa, thành phố Vinh bên quốc lộ 1A. Câu dân ca điệu ví dặm nghệ tinh á ơi, di sản văn hóa phi vật thể, ôi đầm đà thâm đượm tình quê. Về xứ nghệ đến thăm quê bác á ơi, năm nhà tranh ngày xưa bác ở, người anh hùng dân tộc Việt Nam. Nơi đây nhiều danh lam thắng cảnh á ơi, có bãi biển Cửa Lò Diễn Châu, sóng biển đẹp thơ mộng dịu êm. Xứ sở nhiều lễ hội truyền thống á ơi, cầu ngư dương hến và đua thuyền nổi tiếng khắp vùng bốn phương, nhiều di tích lịch sử văn hóa là đây. Nghệ An có nhiều đặc sản nổi tiếng á ơi, á hương cam xá đoài cao lươn vinh, nhút thanh trường thương nam đàn, hương vị hơi ấm tình quê. Hải sản biển nhiều vô kể, hương vị hơi ấm tình quê cha, tình hương điều ví dặm con đó, mời anh về xứ nghệ quê. Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay thì Thắng đang có mặt tại biển Cửa Lò cho các anh em là đi rửa người sau những cái ngày mà anh em đi rừng đi núi rồi. Hôm nay chỉ có rửa mỗi chân thôi, không được rửa người đâu. Đấy, chân đến đây thôi. Thắng về đây để gặp anh Hà Huy Khánh. Các bác biết rằng là khi Thắng làm những cái chương trình ở Hà Giang thì anh Hà Huy Khánh có một cái chương trình là tặng 1.000 chiếc áo ở trên Hà Giang vào mùa đông đó. Và hôm nay thì Thắng được về đây thì anh Hà Huy Khánh có mời tất Thắng qua nhà chơi. Thì đây là cái khu vực biển Cửa Lò mà anh em Thắng đi qua vừa nãy. Thì Thắng ở trên chỗ Mường Thanh kia và làm mấy cái chương trình gọi là dựng video rồi là quay video, thì các anh em trong team đã xuống đến đây rồi. Không biết là ông nào đã trêu gái được chưa? Đó, xuống đây thì bổ mắt lắm các bác ạ. Đấy, và một cái khung cảnh ở đây phải nói rằng là tuyệt vời các bạn. Ở đây thì đang có rất nhiều những người mà buổi chiều đến họ ra đây tắm. Và Thắng phải nói rằng là biển Cửa Lò đang rất là trong và đẹp. Đấy, so với cả những cái bãi biển khác thì bãi biển này cũng là một trong những cái bãi biển cực rộng. Đấy, và toàn bộ cái khung cảnh xung quanh đây đang rất là vui nhộn. Và bây giờ thì Thắng cũng phải xin phép nữa là Thắng đi tắm biển một chút rồi là sẽ di chuyển đi qua lên chỗ anh Khánh. Nhờ anh em mình đi tí nhờ. Anh em mình đi nhờ. Biển này nó để mà nói thì nếu mà tắm thì phải ra rất xa ngoài kia. Nó cũng dạng tương đối như kiểu là biển ở bên khu vực Mỹ Khê, nhưng mà có thể là không xanh bằng biển bên Mỹ Khê của Đà Nẵng. Hôm nào đến Đà Nẵng thì Thắng sẽ cho quý anh chị và cô bác và tất cả các anh em lại rửa người tiếp ở bên đấy. Tại vì là tuyến này lần này Thắng chạy đi dọc dãy Trường Sơn nên là cái vùng biển ấy thì ít khi là anh em được ra. Ngay tuyến đây là quốc lộ 1 mà, thì anh em không phải chạy đường biển mà chạy bên đường rừng. Đấy, đây khu vực này là tất cả các anh chị em, đây là các cô gái
đến từ nghe giọng là Thắng biết là như kiểu là từ Trung Quốc. Samani. Samani không phải. Xin chào anh đó. Đấy là các cô gái mà họ đến đây họ tắm biển. Đấy. Đây là người nước ngoài đấy. Thôi bây giờ Thắng phải đi tắm biển tí đấy nhờ. Đấy sóng to anh nhờ. Anh em mình sẽ đi gặp anh Hà Huy Khánh. Mấy anh em có tắm không hay là đi luôn đấy? Anh em mình tắm biển xong đi anh ạ. Đấy sóng to anh ạ. Ok ok. Vừa nãy là các anh em đi ngắm người ta tắm rồi. Vừa nãy là mấy anh em là đi ngắm rồi. Bây giờ là mới đi tắm. Nhưng mà bây giờ phải đi thay quần áo á nhỉ? Rồi. Đấy, thằng đang bắt đầu đi nhá. Mình Hà Huy Khánh. Xem chỗ nào. Gọi xem chỗ nào. Xe anh ở đâu em vẫn chưa thấy con Everest của anh ấy đâu. Hình như con xe bán tải. À lại bán tải à. Chưa thấy xe đâu cả. Alo. Em đây rồi. À em đến đây rồi hả? Anh ở đâu? Hay là gửi trước chưa đến? Chưa thấy anh Khánh đâu. Chắc khả năng gửi trước vị trí. Em chào anh. Chào em. Nhìn những cái thước phim của em khi mà về với miền Trung, miền Tây xứ nghệ là anh rất là cảm động. Em rồi. Còn định ở thêm mấy ngày nữa đấy. Cả nhà chúng ta có biết không, em Nguyễn Tất Thắng là ở ngoài Hà Giang đấy, với khí hậu là mát mẻ, mặc dù là cũng leo đồi lội suối là suốt rồi. Vâng. Nhưng mà về miền Trung nắng cháy da cháy thịt luôn. Ngoài Khánh đó. Xem video mà Khánh thấy là ôi dồi ôi, ông đồi mũ tay bèo này, đi là nói chung là trên đồi núi khô cằn sỏi đá như thế là trông vất vả. Hôm qua là gần như là còn bị nhiều sông hơi ấy. Đi vào khe đấy gọi là khe nóng. Mà khu người sedan à? Người Đan Lai. Người Đan Lai. Tộc người Đan Lai ngủ ngồi đúng không? Vâng vâng. Có rất ít người và được vào đấy phải nói rằng cũng cực kỳ. Ok, cảm ơn em cùng với anh em trong team rất là nhiều đã đến với miền Trung. Vâng, đấy, đặc biệt nữa là qua những cái thước phim của Tất Thắng lại lại được em Hữu ở đây này, lại cho khán giả được thưởng thức cái làn điệu then từ mãi Hà Giang đi khắp xuyên Việt luôn. Hay quá, cái ý tưởng của Thắng quá tuyệt vời luôn. Đấy, cứ mở đầu một video này tiếp tục là tính tình tang đúng không? Anh thấy được không? Hát được không? Hay cứ đến mỗi địa danh này tiếp tục lại cho ra một cái bản đấy. bản gọi là một làn điệu then. Đến nữa đến đây là phải tặng anh Khánh một bài nhá. Ok, tuyệt vời. Đến này anh. Đây. Em có biết là đây là địa danh ở chỗ nào không? Địa danh gì anh nhỉ? Đây là Cửa Hội. Cửa Hội à? Cửa Hội, nó là cũng là một cái điểm ăn uống du lịch ở Nghệ An ở đây. Đấy, thì đến với Nghệ An thì chúng ta có đồi núi thì em đi trải nghiệm rồi đúng không? Rồi. Về biển thì chiều ngày hôm nay là cũng tắm mát tưng bừng rồi. Tắm mát chưa? Tắm rồi. Tắm rồi. Rửa người rồi. Rửa người rồi. Nhưng mà bây giờ nó dính kiểu gì ấy. Thế không tắm lại à? Tráng rồi. Tráng rồi. Vẫn dính à? Như kiểu ra đây nó cứ xong rồi cứ gió ấy. Thế mồ hôi của em cũng chuẩn đấy. Mồ hôi hay mồ hôi đấy. Đấy. Và về đây thì ở quê anh có những anh em ăn nhậu với nhau đấy. Thường hay nói một câu là ăn thì Cửa Hội. Mà lội thì Cửa Lò. Vừa nãy là em lội ở Cửa Lò. Đúng rồi. Mà bây giờ về đây mình ăn là ăn Cửa Hội. Đấy, nhà hàng ok. Huynh đệ à? Đấy, huynh đệ anh em. Huynh đấy đúng không? Đấy, ok. Rồi. Đấy. Nhưng mà đầu kéo vlog ở lại được nhỉ? Đầu kéo vlog lại phải bận về để lấy xe. Đấy. Vâng. Trưa. Đây. Anh Bắc vượt 200 km xuống để đón Nguyễn Tất Thắng. Đúng lời hứa đấy nhỉ. Đấy. Lẽ ra là anh phải đồng hành cùng với em. Nhưng mà gió kiểu vào cũng kém vào gấp quá. Nên là cái công việc của anh cũng chưa sắp xếp được cái kia. Nên là rất mong em thông cảm. Chứ mà em hôm nay xuống đấy rồi thì anh cũng là trực tiếp đi xuống. Thì em cũng gọi là nhiều khi là để cho em chuẩn bị hành trình cho đi đó. Cái cảm nhận của em thì trong 3 ngày em trải nghiệm ở miền Tây xứ nghệ với bà con ở miền Tây xứ nghệ như thế nào và cái khí hậu. Tuyệt vời. Tên tưởng là anh Bắc đang anh em mình ngồi hướng này cho camera, anh em đứng hết bên kia cho nó ấy. Cho nó sáng. Cho nó đỡ ngược sáng đúng không? Vâng, ra đây kia nó ngược sáng. Rồi. Thằng vẫn may mắn đấy. Là đi là trời không nặng mấy. Đúng không? Ok.
Bác nào ngồi ghế giữa chủ trì đi. Anh Khánh, anh Khánh. Anh à? Ôi dồi ôi, làm như này thì anh em ngồi vào đi. Thế thì đôi khi là ta phải ngồi bên kia, không là quay nó bị như này ra ngoài này, người đi lại đúng không? Mình sẽ ngồi bên này đi. Ok. Đường này là người ta thọc vào lưng luôn. Đúng rồi. Sợ anh em lại ném đá. Đúng rồi. Đây. Ôi dồi. Đây. Rồi em chào anh nhá. Chào em Khánh nhá. Hậu đâu rồi hả? Hậu đây. Đây. Tháp Tùng Nguyễn Tất Thắng ấy, không phải là Quan Văn Trường với là gì mà lại hậu với sự. Hậu sự. Đấy, hậu sự đi cùng. Hôm qua là cái gì? Toại nguyện hậu sự. Toại nguyện hậu sự. Đấy. Anh Bác ơi vào ngồi đi. Anh em ngồi đây tí nữa. Anh nghe Tú bảo là anh em phải tầm 4 giờ mới về đến đây được. Vâng. Đấy cho nên là lịch lúc ngày hôm qua anh xếp lịch là cũng có đi lên từ đây xa em xa. Đang bảo tí nữa bọn em ăn cơm xong rồi em chạy sang Hà Tĩnh ngủ. Sang Hà Tĩnh sát đây rồi. Có khoảng bao xa nhỉ? Nếu mà đi từ đây sang Hà Tĩnh chắc phải tầm 2 phút đấy. Đây qua cầu đấy. Bên này là biển luôn này. Đúng rồi. Đây là cửa sông đấy, cửa hội đấy. Cửa hội. Đúng rồi. Còn bên kia là cửa lò. Đúng rồi, bên kia là cửa lò. Nhưng mà ở bên kia sao nước đẹp chứ nhỉ? Bên nào? Bên cửa lò ấy. Bên cửa đẹp lò. Hơn mà bên thì ra nước biển nhưng mà hôm nay nó cũng không được đẹp lắm. Vâng. Hôm nay do nước lờ. Nước lờ. Nước cả nước ngọt cả nước vâng. À, anh em là đi mấy ngày vùng núi rồi và cũng thuộc hàng dã chiến đấy nhưng mà thấy bạn Tú đầu kéo về lốc là bảo đây mới chỉ là bắt đầu thôi tại vì là Thắng đã được liên hệ với cả các anh biên phòng rồi là mấy bạn Tú bạn liên hệ cho từ Quảng Trị vào xem qua bản đồ bạn Tú bạn chỉ dẫn mà cũng khủng khiếp chạy dọc vào đến Tây Nguyên là cái hành trình lần này là hơi khắc nghiệt một chút. Nhưng mà sẽ cố gắng để cho quý khán giả và anh chị biết hết được về phía dọc đường Trường Sơn. Đấy, những cái bản làng ở khu vực đấy nó như thế nào, nó thay đổi ra làm sao. Tại vì là qua kênh của cháu Thắng ấy, thì nhiều các bác là cũng là có tuổi rồi. Cũng rất muốn xem những cái hình ảnh nào thì ngã ba Đồng Lộc nào, rồi là nghĩa trang Trường Sơn, rồi là Khe Xanh, rồi là mấy những cái bản ở vùng sâu vùng xa đấy nữa. Nên là Thắng cũng sẽ cố gắng nào mà truyền tải hết được cho quý cô bác và anh chị biết được về cái hướng đó một phần nào đó thôi, nhỏ bé thôi. Đấy, và hôm nay thì rất là vui khi được trở lại gặp anh Khánh. Hôm trước thì đã gặp anh Khánh ở trên Yên Phong rồi nhỉ? Quế Phong. Quế Phong rồi. Tại nhà anh Bắc rồi, hôm nay thì anh Bắc lại lộn ngược lại 200 cây đấy, phải nói rằng là tuyệt vời. Em thấy không, hôm trước đúng là rồi. Anh lộn ngược lên, anh chạy ngược lên 200 cây. Đúng rồi. Đấy, để được gặp gỡ em Nguyễn Tất Thắng. Vâng. Đấy, đón tiếp em Nguyễn Tất Thắng. Còn bây giờ này, tiếp tục anh Bắc này từ trên Quế Phong này chạy xuống đây để gặp đúng gỡ. Đúng là có đi có lại bởi vì là anh Bắc bảo là em Thắng quá tuyệt vời. Không chỉ là khi mà anh em đi ra ngoài Hà Giang thì Thắng dành những cái tình cảm cho anh em quá là trân quý. Vâng. Mà bên cạnh đó thì bây giờ khi mà Thắng vào miền Trung thì để dành những cái tình cảm để giúp đỡ cho bà con miền Trung ấy. Vâng. Nên là anh Bác rất là mong muốn là có thời gian để có cơ hội để có thể là được tiếp xúc rồi trò chuyện với em Thắng nhiều hơn. Bây giờ ơi, quà của Mạc Minh. Ây chà chà. Bảo anh Sự lấy quà của ôi anh. Ôi giời ơi. Đây là cái sản phẩm Khó Vài Leng để cơm mấy rượu. Ôi giời. Em tặng anh. Ôi giời. Ây chà chà. Anh Sự ơi. Lấy cho em hai phần quà của anh Khánh với anh Bắc luôn. Rồi. Cầm. Lấy túi ở trong này đây. Đây là túi Khó Vài Leng. Túi ở nhà túi 3 thang. Dùng để ngâm mấy rượu. Đấy, một túi này mình sẽ cho tất cả vào cái bình 7 lít. Mình ngâm chọn cái nồng độ tầm khoảng 32 đến 35 độ là được. Đấy, sau đó mình cho vào ngâm xong một tháng là dùng dần đi được. Đấy, với công dụng tác dụng là giúp con người giữ cả đêm này. Bố mà sẽ cho anh em mình là cày khỏe như con cày khỏe. Dày điểm mà khỏe cho rừng. Dày như điểm mà khỏe như trâu rừng. Sức khỏe tăng cường sinh lực rất là tốt. Ok, cảm ơn em Mạc Minh rất là nhiều. Cũng chia sẻ với quý vị rằng là em Mạc Minh là một người rất là đặc biệt đấy, đang sản xuất có một cái sản phẩm mà trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta thấy là rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội đấy, đó là sản phẩm Khó Vài Leng. Đấy, đây là một cái sản phẩm mà bộ trợ tăng cường sinh lý cho đàn ông.
Đấy, một người khỏe, hai người vui. Dài như đỉa, khỏe như trong rừng. Dài như đỉa, khỏe như trong rừng. Đấy. Chồng uống bà vui. Đấy. Ông uống bà khen. À, ông uống bà khen. Chồng uống vợ vui. À, chồng uống vợ vui. Cảm ơn em Mạc Minh rất là nhiều nhé. Đấy, ok. Khỏe nhá. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Hôm nay được chính ông chủ của hợp tác xã Dược Liệu Khấu Ba Đàng. Hợp tác xã Dược Liệu Nam Dược Mạc Minh. Đấy, tặng cho cái sản phẩm này thì quá tuyệt vời luôn. Con này không đấy. Lo hàng giả nữa rồi. Đấy, không lo. Em vẫn kêu ra. Ừ. Về về làm cái gì phá của hai đại đỉnh biết đủ luôn. Hôm nay mình dùng luôn anh ạ. Hay là hôm nay giờ mình dùng luôn được không? Vâng, cháu vẫn thử dùng luôn. Hả? À, ví dụ mà vì là mấy hôm trước là em có đi lên trên vòng quanh Chữ Nghe và có một số khán giả bên tù cánh của anh cũng đăng lên á. Là họ cũng hỏi về xin số điện thoại của em này, rồi là xin Facebook của em để liên hệ để lấy cái này. Để có trường hợp hôm sau kiểu như mà anh ở Quế Phong mà anh đặt một số hàng nhà hàng để về cho để phát phạt cho các bà con đến đây và được đúng không? Ừ. Anh đặt hàng của chúng mình là đầy lý đấy, đúng không? Vâng ạ. Không, có thể là anh em ta bị thế nào sau này thì hợp tác được nhiều hơn đúng không? Vâng, ok. Sản phẩm này đều có tên chống hàng giả anh ạ. À, nếu mà các bác khi mua sản phẩm thì các bác hãy cào cái lớp phủ cào ở trên tên chống hàng giả này. Sau đó dùng cái Zalo check QR. À, vâng ạ. Ok. Và Khánh nhìn qua cái thang thuốc, cái thang sản phẩm này đấy cả nhà này. Thì có lẽ là rất là đúng với cái câu mà ngàn đời ông bà ta đã để lại rồi, đó là cơm ba bát, thuốc thì phải ba thang. Và trong này thấy có ba thang thuốc luôn cả nhà này. Đó, ba gói luôn, có lẽ là ba thang đúng không em? Dạ vâng ạ. Ừ. Đấy, thì uống xong ba thang này thì là dai như đỉa đói mà khỏe như trong rừng. Các anh nhá, ok. Ok, cảm ơn em nhá. Vui gặp anh ạ. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Rồi, anh em ngồi đi. Cảm ơn em Minh nhá. Tặng anh hai cái điều nhá. Đâu rồi, em Mạc Minh đâu rồi? Đấy, đã tặng là cái sản phẩm là khấu vài lèng, dai như đỉa đói, khỏe như trâu rừng. Đấy, một người khỏe và hạt cà. Cà chó bùi à? Dạ. Tùy. À, tùy. Do cá nhân. À, do cá nhân, đấy. Do cá nhân, thấy được con chào. Đấy, thế còn bây giờ thì trước khi ăn này em Thắng còn bảo là lấy quà. Bỏ anh Sư taxi dù, bảo lấy quà. Đây đây đây. Đây anh Sư ơi. Camera men kiểu này 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 này. Đấy. Úi giời ơi. Này thì anh em miền Trung cảm thấy là đây, em gửi xúc động quá. Tặng các bác. Đấy. Xúc còn caramel những thứ là cũng có quà nhưng để bên kia. À. Vâng. Đấy, okay. Tí nữa để bên đó. À, anh bác. À. Anh em giới thiệu qua đây là mật ong Bạc Hà. Lấy ra để giới thiệu luôn đây, đúng không? Đây. Chuyển bên đây. Đây. Đây là mật ong Bạc Hà. À. Loại mật ong nổi tiếng ở Hà Giang. À, có thương hiệu Nguyễn Tất Thắng không? Có luôn. À, vẫn Nguyễn Tất Thắng luôn. Đấy. Ok. Còn đây là trà Xoan Tuyết Cổ Thụ. À, đấy. Một lạng là 222 một ký là 2 triệu đồng. Hôm trước em ngồi với cái ông gì mà ở trên bản đúng rồi. Uống đúng không? Đúng rồi. Đấy, mà cẩn nghe mà, bảo cẩn thận nó uống là nuốt mất lưỡi đấy. À. Nên khi nào mà uống cái trà này nhớ là phải buộc lưỡi và lấy chỉ buộc lưỡi vào. Vắt qua tai nhá. Còn đây là lá đắng mà hôm trước ăn ở nhà anh Bắc ấy. À, cái này là lá đắng đúng không? Vâng, lá đắng. Ok, đấy, ăn thuốc vào người đấy. Ăn thuốc vào người tuyệt vời quá, toàn là đặc sản Nguyễn Tất Thắng. Nguyễn Tất Thắng toàn là thuốc hết. Vâng, còn cameraman thì để bên kia. À, cameraman hôm nay cũng có quà sướng nha, tí nữa quay thước phim mà đẹp vào em nha. Đây, Hoàng Như Phượng muốn gặp em, gọi điện đây rồi này. À, rồi. Đấy, thôi thì bây giờ tiếc thế chứ này. Vâng. Bây giờ gọi hẹn gặp bà Hoàng Như Phượng sau. Rồi. Tại Hà Giang nhá. Tại Hà Giang à? Đúng bạn rồi. Bạn ấy đang con nhỏ chắc là không đi được đâu. Lại trốn rồi. Cảm ơn em Nguyễn Tất Thắng rất là nhiều đã mang những nông sản miền núi ở mãi ngoài Hà Giang. Đấy, do chính tay em Tất Thắng đã rất là gần gũi với bà con vùng cao ở ngoài đó và đã mang về đây và trong suốt thời gian vừa qua thì đã phục vụ khách hàng rồi. Và ngày hôm nay thì lại tặng anh Khánh cùng với các anh em ở trong team ở xứ Nghệ ở đây. Vâng. Anh em cảm ơn em rất là nhiều. Dạ, vâng. Một lần nữa thì chúc Tất Thắng cùng với các anh em ở trong đoàn là luôn được thật nhiều sức khỏe. Vâng. Luôn được gặp nhiều may mắn và trong cái chuyến hành trình này thì mang được nhiều những cái kỷ niệm đẹp khi mà hành trình xuyên Việt và đặc biệt là qua miền Trung xứ Nghệ quê anh. Vâng. Nhá. Ok. Và qua đây thì được gửi lời cảm ơn đến anh Khánh và anh Bắc. Hôm trước thì đã ăn cơm nhà anh Bắc rồi, hôm nay về đến đây được anh Khánh
tiếp toàn đặc sản thôi. Chuẩn bị theo gút và hậu phải chuẩn bị cho thuốc gút cho anh. Quý vị ơi, quý vị ạ, thực ra là như này. Khánh thì Khánh biết là em Thắng đấy, cùng với anh em ở trong đoàn ở đây từ lúc này Khánh có trao đổi với anh Bắc là đối với bạn Thắng thì có lẽ là cái gì bạn cũng ăn rồi, trên rừng dưới biển, sơn hào hải vị, bảo ngư vi cá gì là bạn cũng ăn rất là nhiều rồi. Mà thậm chí là ăn toàn những cái thứ mà nó đặc sản thôi. Đấy, cho nên là nếu mà bây giờ mà chúng ta mà để tiếp những cái đó thì đôi khi là có thể không phù hợp với Tất Thắng nữa rồi. Đấy, cho nên là anh em cũng cố tìm xem là có cái gì đó nó khác hơn một tí, nó lạ hơn một chút để có thể là tạo được những cái dấu ấn gì đó đối với Tất Thắng. Đây, anh Khánh thì giới thiệu qua thì hôm nay đấy. Đấy thì hôm nay thì cũng chia sẻ với Thắng rằng là thì cũng không có gì đâu anh đây em là bằng cái tấm lòng thôi, bằng tấm chân tình rất là tuyệt vời thôi. Rất là yêu mến đây Thắng. Là mực à? Đúng rồi, đây là mực nhảy. Mực đấy. Nhảy à? Đúng rồi, mực nhảy. Có nghĩa là sống tươi đấy. Đúng rồi, cái này là đội văn nghệ đấy, ở dưới biển đấy. Đấy, mực nó nhảy đấy. Còn đây, đây là đấy, còn đây này, cần đây là cá này là để xem sợ gì là gọi cái món này, bởi vì là để xem rằng có nó khác với cá bổng của Nguyễn Tất Thắng hay không. Đấy thì cả nhà chúng ta biết là nhà hàng Hạ Thành Quán đây là có nổi tiếng là cái món cá bổng gọi. Mà Khánh ra là Khánh ăn là mê ly luôn. Tuyệt vời luôn. Đấy. Còn đây là cá gì nhỉ anh nhỉ? Còn đây là cá này là cá ở dưới biển. Biển. Nhưng mà không phải bổng. Mà cá này là cá mú. Mú. Đấy, ok. Đấy cá mú. Còn gọi đây là cá mú. Hến. Đấy thì tí nữa là Thắng thử thưởng thức. Đây Thắng thử đây, miếng nha. À rồi xuống cùng nhau anh em cùng nhau bụp. Cùng nhau bụp thôi được, để đó một tí lại nha. Rồi. Đấy cùng nhau bụp. Đấy còn đây là hàu. Hàu. Bởi vì to là thích à? Hôm nay là anh Bắc anh bảo là thôi anh để anh đi chờ anh tròn hàu. Bởi vì là thấy Thắng là trèo đèo lội suối rất là nhiều. Đấy cho nên là đôi khi là năng lượng cũng giảm bớt đi, cho nên là phải bổ sung dưỡng chất giàu họng về. Đấy cho nên nhiều vào để mai mốt về là gặp vợ để trả bài trả vợ cho nó tưng bừng phấn khởi vào. Đấy. Đấy ok. Rồi. Đấy ngao hấp. Ngao hấp. Đấy là mực xào. Đây là mực hấp. Mực hấp à? Đấy mực hấp. Đấy các bạn nhá. Còn cái nước chấm này thì nước chấm cũng mê ly luôn. Đấy. Rau dưa bên đấy thì em. Đấy nhưng mà còn món nữa, tôm rồi là rau dưa các kiểu nữa. Mang ra sau đúng không? Đấy thì bây giờ mình cứ tạm thời tí gọi là bữa cơm đạm bạc cùng anh em thôi. Vâng. Đấy. Tuyệt vời. Đấy. Trong chuyến xuyên Việt lần này thì đây cũng là những cái hình ảnh mà tại khu vực của anh Khánh sinh sống và ngay gần bờ biển thôi. Đấy, và tất nhiên là bờ biển thì là nó sẽ gắn liền với tất cả những cái món ở dưới biển. Thế nên là bày một cái mâm cỗ to nghê ngan như này là Thắng cũng đấy là hơi khiếp rồi đấy. khiếp chưa đâu thì xong buổi chiều ngày hôm nay ăn uống xong no say xong đấy thì tí nữa thì anh Khánh sẽ mời đoàn của chúng ta sẽ về nhà anh nghỉ ngơi. Đấy sau đó là sáng ngày mai thì chúng ta sẽ dậy sớm và anh sẽ mời các bạn đi ăn sáng một cái quán mà gọi là nổi tiếng nhất ở quê anh luôn. Thế à? Đấy, cái món này là món ăn là gọi là phải cướp nhau luôn. Đấy, anh em. Đấy, đó. Ok chưa? Đấy, sáng mai chúng ta sẽ ăn sáng và sau đó thì cái chuyến hành trình xuyên Việt của Thắng là Khánh rất là trân quý cái tình cảm và cũng như là cái ý tưởng của Thắng, nó hai anh em có gì đó có sự trùng khớp, bởi vì cách đây đâu đó 2 tháng đấy thì Khánh có live stream ở trên kênh YouTube của Khánh đấy, có nói rằng là muốn thực hiện một cái chuyến là hành trình xuyên Việt, nhưng mà Khánh chưa thực hiện được thì bây giờ Thắng đã đi trước rồi, thì thực sự là Khánh rất là ngưỡng mộ, cho nên là sau khi mà rời Hà Tĩnh đấy, em đi vào với Quảng Trì vào với Quảng Bình và Quảng Trì đấy, thì trong một trong hai tỉnh thành đó thì anh sẽ tiếp tục là gặp gỡ em ở đó và anh sẽ mời em cùng với đoàn chúng ta sẽ thưởng thức những cái món nó rất là gần gũi thôi với bà con ở Quảng Bình và Quảng Trị, nhưng mà ăn vào thì nhớ cả đời luôn. Đấy, ok. Đấy, còn bây giờ thì có lẽ là anh em chúng ta sẽ em cũng nói tại vì là cảm ơn các anh và anh Bắc trong cái lần này. Thôi anh em nâng chén đi nhờ. Rồi. Xong rồi sáng mai anh em mình nói chuyện xong. Rồi. Lần đầu tiên okay. Ăn đi đâu mà. Ok. Các anh ạ, mời các anh rồi, chị nha. Rồi, chúc sức khỏe nha. Mời quý vị nha. Nào, anh em ơi. Hay mà. Hay mà. Hay mà. Đấy. Ngà cổ đổ vào. 100% hả? Đấy. 100%.
Đấy, cái này là khấu vài lèng đúng không? Lần đầu tiên anh được uống cái rượu khấu vài lèng đấy. Đấy, khấu vài lèng. Lâu rồi bây giờ mới được uống đấy. Nhưng mà cái điều mà của quán để phục vụ cho ta ở buổi chiều đây đâu rồi? À, đó đúng không? Ở đây có cả bia nữa thì tí nữa thì chúng ta cứ uống gì thì chúng ta gọi thêm cái đó ha. Dạ vâng. Ok. Ơi dùng tiếng nhạc không nóng nguội hết rồi. Đúng rồi, chúng ta chiến đây, chúng ta bụp đi. Mời đi. Bụp đi. Anh em đi nhá. Bụp đi. Mà chơi con này đầu tiên đi nhỉ. Con này chấm cái gì? Đúng rồi. Đây, 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 đây. Anh Bắc rất là chu đáo nha. Đây ạ. Anh Bắc rất là chu đáo. Đấy, mực. Chấm đây à? Hả? Đúng rồi, chấm xì dầu. Chấm chanh trước à? Hả? Đâu đâu xì dầu mụ. Chị ơi cho xì dầu đó. Đây 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 đây. Em cho anh cái xì dầu bên kia. Hả? Dạ. Đây mùi xì dầu đây. Đây đây em phải chấm xì dầu vào. Xì dầu này không cay giống như ngoài Bắc đâu. Thế à? Cái này phải cho nó tương mực vào. Rồi. Cái này nè, đây nè. Nghi nghi rồi. Không, cái này cái của Nhật. Xì dầu của Nhật không cay đâu. Ừ. Đấy thoải mái đi. Đấy, xanh lè lẹt nè. Ừ đấy. À, trước tiên là bạn ô chấm đã. Chơi thế luôn à? Đây đây. Của đến lượt em này. Được không? Đây 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 đây. Cái này anh tạm thời anh bỏ nó sau một tí. Cái này cũng được. Con này vẫn là con này đúng không anh? À, đúng rồi, con đó vẫn là con đó đấy. Đấy thì nó nhỏ nhỏ thôi. Hả? Hơi cay chút. Hơi cay chút à? Ăn giòn chưa? Ăn giòn gì? Đây đây đây. Thôi em ăn một con đó. Hả? Em ăn một con đó. Không. Vào chỗ quê anh ở đây là đặc biệt là nhà hàng này là cũng chỗ chị người chị rất là thân thiết. Vâng. Ở đây là ăn là phải ba con trở lên. Giống được. Như lúc nãy là cơm ba bát, thuốc phải ba tháng đấy. Ăn con chín này đi. Không. Đấy nếu mà không ăn đủ ba con mỗi món này là người ta bắt làm vía đấy. Đây à? Ừ. Đấy. Đấy thì trước khi ăn em có thể nhúng qua nước chanh một tí. Đây đấy. Coi mùi tạt cay quá. Bây giờ thì bắt thật cay quá. Lần đầu tiên là ở Nghệ An nhưng mà lần đầu tiên ăn cái mực nhảy đây. Rồi, anh Bác hả? Chém nó thế nào? Có sốc quá. Sốc à? Thôi anh em ngồi xuống đi. Cứ như là tiệc đứng này. Thôi tất cả anh em mời. Ok, mời quý vị nha. Ô, Hầu ơi. Ô em phải ăn cái con tươi tươi này đấy chứ. Ba con đấy. Ba con. Đây hay nữa là ba. Ông nhưng mà ăn con kia chứ. À chúng ta sẽ người thưởng thức một tí cái đã, sau đó thì sẽ có một tiết mục đặc biệt nữa. Tiết mục gì đấy? Hả? Tiết mục gì? Thì cứ ăn đã. Tiết mục mang tên là cứ ăn đã. Làm con hầu này đi nhờ. Đúng rồi. Nhìn thấy nó hấp dẫn quá, to. Mời các bác đi ăn đi cho nào. Đây đây đây. Không bao giờ ăn hành đâu nhưng hôm nay ăn tí hành. Lần đầu tiên anh ăn con đấy. Để tao đi ăn anh thử. Anh cứ ăn đầu tiên luôn. Ăn vào trong mồm nó cảm giác. Mời các bác ơi. Mặn lành nó giòn tan. Đấy, nó rất ngọt. Dạ. Rồi, Khánh mời cả nhà nha, mời quý vị nha. Đấy là món cá mú nha. Cá mú chiên xương với cạnh chiên. Ok. Cá mú cũng có cánh này. Để bên kia đi, có ai đi. Rồi. Để bên đấy anh. Ok, mời mời người nha. Wow. Rồi, bây giờ là mời anh Sư, chính là bác cọ. Ăn chín luôn. Đây nó tươi sống này anh. Cho vào đấy nhỉ? Cái con này cho là mời em Xuân Hữu này. Nước nhiều, em phải húp nước. Nước đấy. Nhiều, đấy, mày húp đi. Lấy đũa vào luôn. Đây đây hầu nó toàn to thế này. Trên bàn này không có cái nó. Nhưng mà công nhận trong này hầu to đúng không bàn tay luôn nhỉ? Hầu to thật. Được Mạc Minh nhỉ, nó chỉ có cười. Ăn đi em. Okay. Cảm ơn anh. Ăn một vài hết luôn. Một vài hết luôn à? Em Minh ơi. Cảm ơn em Minh ơi. Em cảm ơn anh. Đó là em Hầu đây. 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 Em cầm để đấy. Đây là cá đúng cá mú đây à? Đúng rồi, đây là cá mú biển. Đây à. Đấy, mời Thắng xem là có giống với cá bỗng. Đúng rồi, giống với cá bỗng ngồi kia không? Đây. Nhưng mà anh ăn thấy cá bỗng ở ngoài đây thế nào? Quá ngon. Thế à? Anh rất thích. Vào nhá. Rau sống nhá.
Đây. Ăn hết đúng không? Ăn hết. Con đấy là nó có cái tí hành. Ừ. Cá này nó không giòn như kiểu cá bỗng. Hả? Cá không giòn như cá bỗng. Không giòn như cá bỗng. Ừ. Ừ. Ngon, ngon. Cá bỗng thì nó giòn hơn đúng không? Ừ. Cá bỗng là cá nước ngọt. Đúng rồi. Cá này nước lợ nhỉ anh nhỉ? Cá này... Nó là ở đây đúng không? Đúng rồi, nó ở đây đấy. Cá muối là ở nước biển chứ. Nước biển mà. Cực béo ngay luôn. Béo ngay luôn á? Hào á. À, hào, hào, hào. Ngon đấy. À, bây giờ thì mời cả nhà chúng ta sẽ cùng thưởng thức món hào nha. Đây. Đây là hào nướng. Ngào hấp. Đấy, ngào hấp, ngào hấp. Nhiều nước lắm anh bác. Nhiều nước lắm à. Để rót rượu nhá. Rót rượu, rót rượu, rót rượu. Mấy đây? Em có bên kia nhé. Đấy anh em ăn tư bừng đi chứ này. Rồi, đấy, ăn, trước khi ăn, để ăn nữa thì em cũng nói chút là các anh biết là trong cái chuyến đi lần này ấy, em là có mang theo một nghệ nhân đấy, mang tiếng đàn then đi xuyên Việt. Ồ. Đấy, và nghệ nhân trẻ đến từ Hà Giang, bạn Xuân Hữu. Đấy, sau đây nhường lời cho bạn Xuân Hữu. Chúng ta dành một đào tay thật lớn để chào đón Xuân Hữu nhỉ. Tặng các anh một bài hát gì đó qua làn điệu then của Hà Giang. Ôi, cảm ơn em Thắng và Xuân Hữu rất nhiều. Lời đầu tiên cho phép Xuân Hữu sẽ gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể các cô bác anh chị trên kênh của anh Nguyễn Tất Thắng, anh Hào Huy Khánh và anh Nguyễn Nhật Bắc. Ngày hôm nay thì rất là vui khi mà các anh xứ Nghệ đã đón tiếp anh em team của anh Nguyễn Tất Thắng đến từ Hà Giang. Và em cũng rất là xúc động và lúc nãy cũng ngồi là viết ra được vài lời thôi. À, đó, để hát tặng mới anh. Ngồi mà viết ra được vài lời rồi. Ôi giời ơi, tuyệt vời. Để em lấy đàn đấy nhá. Mấy ngày hôm nay khi mà gặp gỡ em Thắng trong cái chương trình xuyên Việt ấy, thì Khánh đã được thưởng thức hai lần rồi. Với những cái làn điệu then mà em Xuân Hữu đã gửi tặng, thực sự là rất là hay, rất là thích cả nhà. Nếu mà về miền Trung thì chúng ta nghe những câu hò ví dặm đã rất là hay rồi. Tuy nhiên thì có lẽ là trên mỗi một tỉnh thành trên đất nước Việt Nam chúng ta thì đâu đó đều có những cái làn điệu dân ca nó rất là đặc trưng và rất là hay, rất là đi vào lòng người quý vị ạ. Và ở Hà Giang đấy, với làn điệu then thì Khánh mới được thưởng thức từ cái lần mà Khánh ra Hà Giang gặp em Nguyễn Tất Thắng là lần đầu tiên. Và cho đến bây giờ thì mỗi một lần mà cứ mở video để xem lại những cái bài hát đó thì trong lòng lại cứ dâng trào cảm xúc luôn. Và ngày hôm nay một lần nữa thì cảm ơn em Thắng rất là nhiều. Lại cho anh em miền Trung được thưởng thức làn điệu then đến từ Hà Giang. Cảm ơn em. Để em đeo cái này đó nhá. Cái đó bây giờ cho anh thả, cho anh Bắc làm cô bác, cô gì ạ? Nàng Hương. Nàng Hương, nàng Hương, anh Hương. Anh làm. Hợp luôn. Không hợp thì cũng hợp anh ạ. Giống thằng Hương. Anh giống thằng Hương. Anh Bắc này làm nàng Hương. Em xin phép mà lấy phao tí nhá. Lấy phao á? Phao này không phải bao thanh toán ở đây là cái đây này, cái này là cái phiếu thanh toán của nhà hàng này, em mượn bà chủ để em viết lời. Ôi rồi, mới đây mà viết được lời rồi. Đây, ôi rồi ôi. Thêm 15 phút nữa còn thêm 3 tờ đấy. Không phải chỉ là một đơn giản chỉ là một nghề nhân đâu. Với cái khả năng sử dụng nhạc cụ của người vùng cao ngoài đó rất là tuyệt vời mà em còn là một nhà sáng tác nữa. Bởi vì mới 15 phút thôi mà đã cho ra cả một cái trang giấy dài như thế này. Anh em vừa nhìn, thấy thôi đấy. Nhìn được không? Nhìn được nghệ nhân không? Quá tuyệt vời luôn. Rồi bắt đầu đi em. Bắt đầu nhá. Vâng. Bài gì nhỉ? Bài anh Bắc nhỉ? Đây là em đặt lời là Nghệ An yêu thương. Nghệ An yêu thương. Đấy, Nghệ An yêu thương. À, bắt đầu chưa? Bắt đầu rồi. À, cho anh bấm cái camera đây một tí nữa. Vâng. Đấy, bắt đầu. Quay đứng lại tí. Đấy. Chờ tí nha. Chẳng mấy khi lại được. Đấy, nhờ em Thắng cầm cho. À đây. Để chương đấy, để chương đấy. À, em nhìn bên kia đó. Anh bắt được chưa? Ok. Vào việc đi em. Nâng thông tham nha. Rồi. Nghệ An đón bạn phương xa, thành phố Vinh bên quốc lộ 1A. Câu dẫn
dân ca điệu ví dặm nghề tinh hoa ơi. Di sản văn hóa phi vật thể, ôi đậm đà thâm đượm tình quê. Về xứ nghề đến thăm quê bác Nga ơi, ngắm nhà tranh ngày xưa bác ở, người anh hùng dân tộc Việt Nam. Nơi đây nhiều danh lam thắng cảnh ngã ơi, có bãi biển Cửa Lò Diên Châu, sóng biển đẹp thơ mộng dịu êm. Xứ sở nhiều lễ hội truyền thống hà ơi, cầu ngư dương hến và đua thuyền nổi tiếng khắp vùng bốn phương, nhiều di tích lịch sử văn hóa là đây. Nghệ An có nhiều đặc sản nổi tiếng nga ơi, cam xá đoài cao lươn vinh, nhút thanh trương thương nam đàn, hương vị hơi ấm tình quê. Hải sản biển nhiều vô kể, hương vị hơi ấm tình quê cha, tình hương điều ví dặm con đó, mời anh về xứ nghề quê. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Cảm ơn Xuân Hữu rất là nhiều. Và với cái làn điệu then mà Xuân Hữu, một nghệ nhân mà Nguyễn Tất Thắng đã lựa chọn để đồng hành trong cái chuyến xuyên Việt này, đã gửi tới anh em miền Trung trong cái buổi tối ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Cảm ơn em Xuân Hữu và cảm ơn Tất Thắng rất là nhiều. Chúc cho anh em luôn thật nhiều sức khỏe, chân cứng đá mềm, và trong cái chuyến hành trình xuyên Việt này sẽ có nhiều kỷ niệm sâu sắc. Anh em ơi cho hộ em cái vali xuống đây. Đây là Thắng đang về nhà. Em lại. Anh Khánh đây. Ui nhà lắm xe thế anh. Nhà lắm ô tô thế. Thả nào xe mình để ngoài đường phải đấy. Con chào bác ạ. Hello, chào cả nhà. Hôm nay rất là vui được đón tiếp Nguyễn Tất Thắng cùng với anh em trong ekip trong cái hành trình xuyên Việt của Nguyễn Tất Thắng này. Đây anh em là cứ nằng nặc là ở lại trên thành phố Vinh để ngủ, nhưng mà Khánh bảo là thôi, đã về đây rồi thì về ngủ với Khánh để nếm cái mùi khổ với Khánh một tí. Lúc đầu đấy, mình là cứ lo nhà anh Khánh là chật, là nhà nó rộng thế. Đây là bố của anh đây. Dạ. Đấy, bố đẻ. Anh chưa có nhà riêng đâu, đang ở cùng với bố mẹ. Đây. Để anh lấy cái vali cho của Thắng. Đây đó. Đây đó. Ok. Đấy. Mời anh em đi vào à. Đấy, vinh dự quá hôm nay được đón Tất Thắng cùng với anh em về nhà chơi nghỉ ngơi. Đấy, mẹ đây, mẹ của anh. Dạ, vất vả lắm. Con chào bác. Làm hơn 10 sào ruộng. Dạ. Đấy, bác nhìn như hơn 10 sào ruộng, như đúng nhìn như kiểu Phú Nông ấy nhỉ. Bố ơi, bạn Thắng gói quà tặng cho bố đây. Đấy. Ở đây này có một cái gì nữa rơi đâu rồi. Vâng. Dạ vâng. Dạ vâng vâng. Đấy, đấy. Đâu còn cái quà cho con trai của anh Khánh nữa. Anh em cháu ở ngoài Hà Giang ạ. Ngoài Hà Giang. Dạ vâng. Hôm trước là anh Khánh có ra nhà con chơi rồi.
ở ngoài đó rồi. Ra con ra nhà Thắng chơi rồi. Vâng. Ôi trời, bố chào con. À. Đi xuống đây đâu, đi xuống đây, đi xuống đây. Đi 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 xuống. Hả? Con giòn bạn học xuống đây chào các bác các chú tí nào đó, nhanh đó. Đi. Xấu hổ rồi. Xấu hổ, xấu hổ. Đi 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 vào đi em. Ờ anh Bắc với mọi người đâu? Anh Bắc đang chỉnh cái cây một tí. À anh Bắc đang chỉnh một cái cây một tí à? Dạ dạ. Bắc thấy hôm trước. Hả? Hả? Thấy hôm trước chụp cái chí hình chí viết gì đấy à. À đấy đấy, bây giờ bố của em vẫn theo dõi anh đấy. Anh Sữa ơi, lấy luôn hồng trà vào đây pha. Ơi bác này. Bác để con lấy bố trà ơi, Hà Giang. Có trà đặc sản Hà Giang. Vâng. Dạ đấy lắm. Em chờ bảo lấy hồng trà hoặc bạch trà đi. Không không trà hoặc bạch trà. Vâng. Hồng trà. Con gái đi xuống đây bố xem ra cái gói bạch trà hoặc hồng trà ấy. Chú này lại bác gọi nào. Đây đây đây. À, đây để cái này nhá. Con gái đi xuống đây. Ừ. Rồi bố chào hai con. Rồi. Con chào các chú đi. Vâng. Đi 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 xuống đây đâu. Công chúa. Hai cô công chúa à? Đâu đi 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 xuống đây đâu. À thông gia mới tất thắng được đấy. Dạ. Em lên đi. À, xuống đây đây, xuống đây chú Thắng. Nhận, chú Thắng có quà tặng con đấy. Nhận bố chồng. Đây đây đây. Có quà đấy, có quà đấy, nhanh đi. Một cái thôi, quý lắm. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Hàng hiếm. Đi đi đi. Đi xuống đây nào. Hai đứa con gái hướng hai đứa con trai. Nháo rồi. Nghịch nhờ, có phải nghịch đấy nhờ, nâng đâu ấy. Hơi nghịch đấy. Ở nhà mà nó. Giang về là gãy tay đấy. Hôm mà ra ngoài nhà Thắng đấy. Vâng. Đấy thì lúc mà đang ở chỗ em cái bữa nhậu cuối cùng để về đấy. Vâng. Thì anh đang vui vẻ đó, tự nhiên đùng cái vợ gọi điện bảo là con gãy tay. Vâng. Đấy, nhưng mà lúc đó mình vẫn phải giữ cái cảm xúc để giao lưu với anh em, nhưng mà cũng hơi nóng ruột. Nó thật sự là hơi nóng ruột. Vâng. Nó nghịch quá, nó hiếu động quá. Vâng. Đấy, ok. Sao? Em mới tưới cây sao? À, mới tưới cây cho cây uống nước xong á? À. Đấy. Hồng trà đâu? Hồng đây, đây, đang mang vào luôn. À, đây. Mang. Em mang cả bạch trà với hồng trà đi. Bạch trà cả bạch trà lẫn bạch hồng trà luôn à. Cái trà mà được mang về Trung Hương để tiếp khách. À, hôm trước em bảo là, gọi là... Tiếp ngoại giao á. Tiếp ngoại giao Trung Quốc đúng không? Vâng. Đúng rồi. Cái nổi tiếng của Hà Giang. Quý quá bố ơi. Đây. Ra đây hồng trà. Rồi. Dạ dạ dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều. Bố ơi. Ra đây con chia sẻ với bố cái này. Bố anh là nghiền uống trà lắm. Thế à? Ở bố anh là rất là đam mê trà. Đấy, các kiểu đó thì có thằng em trai là lấy vợ ngoài Thái Nguyên lâu lâu là cũng gửi trà về. Cái tem các bác đây. Thấy hàng của Tất Thắng thì nó phải như này. Đây giới thiệu với bố là Nguyễn Tất Thắng là bố biết rồi đúng không? Vừa rồi con ra ngoài Hà Giang đấy. Đấy, một YouTuber rất là nổi tiếng. Đó. Thì bây giờ bạn vào đây trong cái chương trình Hành Trình Xuyên Việt đấy và có món quà này tặng bố. Hồng trà này là trà. Uống là không mất ngủ. À. Nó cũng từ cái trà san tuyết này làm nữa, nhưng mà nó lại rất là đặc biệt ở chỗ đó. Và người nào cũng có thể thưởng thức trà này được. Và chú rất thành cảm ơn. Dạ, dạ vâng. Vâng. Thế để anh Sự anh pha, để anh Sự anh Sự quen pha. Mạc Minh hoặc Mạc Minh pha cho anh. Dạ vâng. À. Thì bây giờ để lấy nước đúng không? Lấy nước sôi đúng không? Vâng. Lấy nước sôi thì vâng. Vừa ấm này hay là à không không, trà này nó bằng ấm này thôi. À là phải ấm này thôi. Không phải như kiểu uống bia đâu. Ok. Thế thì trà. Để lấy nước nước nóng, bố lấy cho nước nóng. Cái chỗ đấy nó phải được 3-40 ấm đấy. 3-40 ấm luôn. Vâng. Rồi rồi, uống tưng bừng quá rồi. Pha hồng trà cho anh nhá. Ok. Không có đâu, cái đấy không có. Được rồi, em cứ pha thẳng vào rót. Em ơi, Phương ơi. Em ơi. Có cả Hot Boy Facebook à. Anh Hot Facebook. Hot Facebook. Trà này Hỏi nói mẹ bảo là xuống có hoa quả chứ ba có hoa quả bưởi với cái gọt cho ít đi. Hả? Hôm nay trà đẹp đến nhiều quá. Anh Khánh ạ. Trà này làm từ những cái búp trà san tuyết. Trên độ cao từ 800m đến 1500m trở lên. Ồ. Thì quá trình trà sẽ làm lên men tự nhiên. Cái trà này là ở
Em cái dòng trà Sa Tuyết thì có thể làm được 14-15 loại trà khác nhau. Ở đâu cáo? Ở đây là cái trà là trà một tôm một lá, dòng trà xanh mình hay uống. Bởi vì trà Sa Tuyết mình ấy là khi ở độ cao tầm độ 800 đến 1000 mét dưới ấy, thì ở dưới lớp lông tơ ấy, nó có cái lông tơ trắng mịn ở phía dưới cánh trà. Thì khi sao sấy lên thì nó trắng như tuyết, là trà Sa Tuyết. Khi làm cái hồng trà này rất là thơm, rất là quý. Thế là một trong những đặc sản của Hà Giang đúng không? Vâng, đây là đặc sản của Hà Giang. Cái này mà nếu mà bây giờ mà những người khác mà muốn mua để sử dụng thì liên hệ với Nguyễn Tất Thắng. Đây. 0382933933. Ok rồi, tuyệt vời quá. Tuyệt vời quá. Hà Giang nhiều đặc sản rồi. Nhiều đặc sản quá. Đây nhá, lá đắng người Tây nhá. Mật ong này, lá đắng này. Đấy. Mà lá này là như kiểu ăn thuốc mọi người đấy, nói anh em nói đấy. Cái món lá đắng này là rất là đặc biệt. Đúng rồi. Cái đấy là anh nấu canh. Đúng rồi. Thịt băm hoặc là lòng gà, lòng vịt gì đó. Rất ngon. Anh hãm nước uống cũng được. Hồng trà này mình sẽ pha với cái nước là tầm độ 80 độ thì nó sẽ cho chân trà rất là ngon và dày bọc. Mà dòng trà này thì lại dành cho tất cả mọi người, người già, người lớn tuổi này, và dùng cũng mất ngủ. Đấy, các bà, các chị em mà các bà lớn tuổi thì dùng rất hợp lý, rất hiệu quả, tốt cho sức khỏe. Đấy, thế là hôm nay là không chỉ là rất là vinh dự được đón tiếp bạn Nguyễn Tất Thắng cùng với anh em trong đoàn, mà còn này rất là vinh dự được có món quà là đặc biệt, được thưởng thức trà hồng trà rất là nổi tiếng. Hồng trà, dòng trà Sa Tuyết ấy thì được ví một loại tiên thảo sống trên núi cao, hấp thụ cái linh khí của trời đất nên là cái uống rất là thơm ngon. Nghe như thế này thì như là uống thuốc vào người nữa rồi. Ai trời trời. Không những cải tác nhưng mà còn thuốc nữa. Cháu thì làm về thuốc nam và dược liệu nên là cái dòng trà cháu cũng tìm hiểu rất là kỹ càng. Đấy thì trà Sa Tuyết rất là quý mà ở trên vùng cao như cháu thì báo cáo bác là một năm chỉ có 3 vụ duy nhất thôi là để hái trà Sa Tuyết. Ngon nhất là vụ xuân rồi. Ngon nhất là vụ xuân. Vụ xuân thì ở đây là cái búp trà, cánh trà rất là to. Đấy. Còn vụ mùa đông xuân là khó nhất, thu đấy là cánh trà nó bé hơn. Rồi thì bây giờ thì ta cùng nhau thưởng thức trà. Trà ngon. Đây. Anh bắt đâu rồi? Đây. Anh dùng trà đi. Em dùng trà. Đây của em đây. Anh dùng đi. Em dùng rồi. Cảm giác rất là nhẹ. Cảm giác anh. Uống nó không mất ngủ. Mình chỉ dùng rượu thôi không trà. Trộn có sao lại ngọt ngọt nữa? Đó, như là hồng trà nó thơm, vẫn thơm mùi, vẫn giống mùi hoa hồng. Ủa cái trà này khác cái trà xanh ta uống hả? Đúng rồi. Mà cùng một cây trà hái ra. Cùng một cây trà hái ra. Đúng rồi. Đây là trà xanh, cái phẩm trà xanh, trà Sa Tuyết. Trà Sa Tuyết này thì là dành cho những người ra kiểu nghiện trà. Nghiện trà loại đắng à? Kiểu dạng như kiểu nặng đô ấy. Cà phê thì có loại nhạt, loại đậm, loại bố hay uống trà, bố cảm nhận như thế nào về cái trà này? Thế thì bố thường thường hay uống trà Thái Nguyên. Thì nó có cái gì? Có đắng đậm, đắng đậm chát, ngọt. Nhưng mà cái trà này thì cũng thấy ngọt ngọt. Đúng, thì trà mới ngọt ngọt. Đây là cái dòng trà lên men, để càng lâu càng ngon. Trà này là càng có tuổi lại càng ngon. Càng có tuổi. Cân là lên đến là 450 triệu một cân. Úi dồi ôi, đấy 1 ký mà lên 450 triệu 1 ký. Úi dồi. Thế còn bình thường nếu mà như cái này thì bao nhiêu tiền một ký đấy thằng? Khoảng 2 triệu. Đấy, úi dồi ôi. Ôi, lâu nay toàn uống trà có mấy chục nghìn một ký. Bây giờ lại được thưởng thức trà 2 triệu đồng một ký. Quý hóa quá. Thế này đây đại vào không mất hơi này. Đúng rồi. Thế còn như cái loại này nó chỉ 700-800. Nó lại có chỉ có 700-800 thôi. Trà Thái Nguyên mà lâu nay bố uống là cái trà này là nó ở cái độ cao là từ 800 mét cổ lên. Những cái cây trà này là cây trà cổ thụ rồi, nó to, có những cây là to
còn hơn người anh Khánh nữa. Đó. Hôm trước mà anh thấy em đi vào quay video mà họ trèo lên để hái trà đúng không? Vâng. Nghe bảo là cái công mà để hái được 1 ký trà này là mất cả ngày đấy đúng không? Đúng rồi. Đó. Có cái trà này thu hoạch rất là khó, vất vả. Phải nghe bảo phải trèo lên phải hái từng búp một mà. Đúng rồi. Và cái cây trà mà nó cũng có độ tuổi từ 300 năm đến 800 năm. Úi dồi, kiếm chưa? Mà trà San Tuyết đấy thì nó chỉ có 3 vụ duy nhất thôi. À. Đấy. Bởi vì dân ở vùng cao là vụ xuân, vụ thu, vụ đông. Đấy. Thế các bác đi hái trà xong về lại tiếp tục đi làm ruộng này. Sau khi tiếp tục vụ thu rồi là tiếp tục đi hái thảo quả ngay. À. Đấy, là bắt đầu tiếp tục lại về hái trà. Nên là cái trà nó bọc hoàn toàn tự nhiên hết. À. Trên vùng cao không có phân bón, không có sử sâu gì cả. Nên là cái dòng trà nó chất lượng rất là tốt và uống rất là thơm ngon. Khi chát nhẹ và ngọt hậu rất là lâu. À. À. Tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Cảm ơn. Em xin một chút hình ảnh nữa. Đây, 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 mình đây. Cũng về đến nhà anh Khánh rồi, tại vì tối nay là anh Khánh lại mời anh em Tất Thắng về nhà chơi. Rồi là lại cho anh em ngủ nghỉ ở đây. À, lại cho anh em, mời anh em ngủ nghỉ, đừng biết tự cho rồi đúng không? À, được. Đấy, thực ra là Khánh cũng phải... Khánh phải chia sẻ với quý vị đang theo dõi trên kênh của Nguyễn Tất Thắng là Khánh phải năn nị mãi mới mời được Nguyễn Tất Thắng và anh em ekip về đây. Nó thực sự là Khánh cảm nhận chỗ bàn Thắng một cái điều ở đây đó là Thắng rất là gần gũi với mọi người. Khánh chưa trực tiếp được đến nhà Thắng nhưng mà qua những cái video mà Thắng đăng lên thì Khánh cảm nhận là Thắng có một cái ngôi nhà ở Tuyên Quang cực kỳ đẹp. Nó con gái Khánh mở cho con gái xem, con gái bảo úi dồi bàn của bố có lâu đài à? Đấy, đẹp như thế. Đấy, thế nhưng mà khi mà vào miền Trung đấy, không biết những chỗ khác thì như thế nào nhưng mà vào miền Trung thì Khánh thấy rằng là hôm vừa rồi là đến chỗ nhà anh Nguyễn Nhật Bắc, một người anh bạn của Khánh đấy, là anh em trải chiếu nằm trên ghế ngủ rất là mộc mạc. Đấy, không phải là mình là có điều kiện là mình phải như thế này như thế kia mà Khánh cảm thấy Thắng rất là gần gũi. Chính vì thế cho nên là ngày hôm nay thì anh mới mạnh dạn là mời em về nhà anh nghỉ ngơi. Anh cũng muốn là có thời gian anh em trò chuyện với nhau nhiều hơn tí. Đó. Rồi là sáng ngày mai thì anh em ta lại dậy ăn sáng ở quê anh một tí cho biết cái hương vị quê hương ăn sáng ở chỗ anh một chút. Bởi vì là anh mà ra ngoài Hà Giang ăn sáng là đến bây giờ cái hương vị vẫn còn nguyên vẹn. Đấy, anh Bắc còn rọ về đây còn nói rằng là em ơi, hôm trước anh ăn sáng ở trên Quế Phong anh Bắc còn bảo là em ơi, có vẻ ra Hà Giang ta ăn cảm thấy sướng hơn em ạ. Ngon hơn. Đấy. Đấy, thì anh cũng hy vọng rằng có thể là đâu đó cái hương vị khác khác một tí thì có thể để lại cho anh em nhiều ấn tượng, thì sáng ngày mai ta sẽ ăn một cái quán rất là hay. Đấy, ở đây thì cực kỳ đông khách. Nếu mà khoảng tầm 7 giờ mà chúng ta đến ăn sáng thì là phải đứng mỏi chân, phải chờ mỏi mắt đấy. Đấy. Là cũng cảm ơn mạng 4.0 để kết nối được với anh em như này. Nếu mà bình thường, nếu mà không có những cái mạng xã hội thì anh em mình có thể gặp nhau ngoài đường không thể chào nhau được. Đấy, nhưng mà từ mọi miền rất là xa xôi nhưng mà đã quen nhau như từ bao giờ rồi. Các anh cũng ra Hà Giang rồi, Thắng cũng vào đây rồi, là ở tại gia đình của anh, phải nói rằng là rất cảm ơn gia đình và cũng rất mong rằng là trong những cái công việc tiếp theo anh Khánh sẽ thuận buồm xuôi gió trong tất cả các công việc và chúc cho gia đình của anh là có bầu trời sức khỏe, chúc cho anh Bác cũng như anh Khánh lúc nào cũng khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công để anh em nói chuyện tiếp cùng các cùng bố của anh Khánh và mọi người. Thắng cũng xin tạm dừng, xin phép được tạm dừng cái video tại đây. Ok, sáng mai thì sẽ đi ăn sáng với anh Khánh sau. Ok, cảm ơn Thắng rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video. Xin chào mọi người nhé, bye bye nhé.